một con cá mái chèo khổng lồ đã giạt vào bờ biển Philippines, đã khiến hàng trăm hộ dân tại thị trấn Albuera sợ hãi. Nhiều người lo ngại đây có thể là điềm báo động đất và thảm họa thiên nhiên. Cụ thể, con cá mái chèo có chiều dài khoảng 3,8 mét, được tìm thấy ở bãi biển thị trấn Albuera, tỉnh Leyte hôm 14 tháng 2. Ngay khi phát hiện, ngư dân đã báo cáo cơ quan bảo vệ động vật hoang dã địa phương. Con cá sau đó được xác định đã chết với nhiều vết thương ở vùng mặt. Trước thông tin cho rằng cá mái chèo có thể là điềm báo của một trận động đất sắp xảy ra, giới chức địa phương đã lên tiếng giải thích. Theo cơ quan bảo vệ động vật hoang dã, mặc dù cá mái chèo thường được liên kết với các tin đồn về dự đoán động đất, nhưng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này. Cá mái chèo còn được gọi là cá orphid, sống ở độ sâu khoảng 1.000 mét dưới lòng đại dương và thông thường rất hiếm gặp. Loài cá này có nhiều biệt danh như rồng biển, cá đai vua, cá ngày tận thế do được xem là điểm xấu. Các chuyên gia cho rằng do sống gần đáy biển nên cá mái chèo nhạy cảm hơn về các chuyển động đất, nhưng hiện vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được điều này. Cá mái chèo không có răng, cơ thể mỏng, vây đỏ, là loài cá có xương dài nhất thế giới, sống lâu đời nhất được biết đến trong các loài cá có xương. Loài này bắt mồi bằng mang, thức ăn yêu thích của chúng là các loài nhuyễn thể hoặc các loài giáp xác nhỏ như cá nhỏ hay mực ống. Mặc dù có ngoại hình khổng lồ, nhưng loài cá này không gây hại cho con người.